Hello, hôm nay chúng ta lại được tham dự một cái chương trình dã ngoại của các bạn lớp 4A6 trường tiểu học Nghĩa Đô. Chương trình hôm nay thì sẽ khám phá bản Rõm, Sóc Sơn, Hà Nội. Chúng ta cùng lên đường nhé. Bắt đầu trưởng đoàn tiến hành điểm danh. Ok, bây giờ đã đến lúc các bạn trẻ đi lên xe. Chúng ta hãy cùng xem cái cảnh các hồi hộp này nha. Ok, mưa nha. Đó, bây giờ tất cả các bạn sẽ phải tập trung. Có lẽ chương trình hôm nay sẽ phải chơi trong nhà thôi. Không gian ở đây khá là thoáng đãng. Và đây là sơ đồ của bản Rõm. Một chiếc sơ đồ được thiết kế khá là đẹp. Ok, bây giờ tất cả chúng ta sẽ tập trung tại đây. Sau khi đến nơi thì đoàn sẽ bắt đầu vào trong một cái khu lều trại ở trong rừng, trại trong rừng thông. Trại thì cũng được thiết kế tương đối đơn giản. Tất cả các bạn sẽ vào đây và chơi ở đây. Đó. Trong khi đó thì ban tổ chức vẫn đang tích cực để tìm ra phương án khả thi cho cái chương trình hôm nay. Sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi thì tất cả đã được tập trung và chuẩn bị cho chương trình team building tại cái khoảng sân chính tại đây. Và để chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu thì ban tổ chức đã tiến hành warm up và chụp ảnh tập thể.
Bạn Thi chạy đua về đây, chuẩn bị 2, 1, let's go.
sau quãng thời gian chơi team building rất là vui thì các bạn đã tập trung tại một cái lán rất là đẹp, lán tre rất là đẹp để ăn trưa cũng như là nghỉ ngơi. Các phụ huynh cũng tranh thủ gặp gỡ và có những phút giao lưu với nhau. Ăn trưa xong thì một số các bạn trẻ bắt đầu đi vui chơi và khám phá đủ mọi trò chơi, mọi ngóc ngách ở trong khu vui chơi. Chỗ nào cũng thấy bóng áo đỏ của các bạn. Bây giờ là phái đoàn sẽ đi chơi một trò chơi gọi là thử thách sinh tồn. Đó, chúng ta sẽ đi theo người dẫn chương trình để biết được là thử thách sinh tồn của các bạn là gì nhá. Thử thách đầu tiên của các bạn nhỏ của chúng ta đấy là thử thách đu dây trong rừng. Đầu tiên cô hướng dẫn sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để đu được dây. Sau đó thì các bạn lần lượt sẽ thử thách bản lĩnh của mình khi đu dây trong rừng như thế nào. Nhóm lửa ở trong rừng. Đó, các bạn sẽ được cung cấp các cái dụng cụ để đánh lửa và sau đó thì thử nhóm lửa. Mặc dù các cô hướng dẫn là trông rất là dễ dàng nhưng mà các bạn nhỏ của chúng ta rất là vất vả thì mới có thể nhóm được lửa cháy ở trong rừng. Các bạn sẽ quẹt ra, được chưa? Cái thứ hai, các bạn sẽ để nghiêng như này, được chưa? Không tùy. Thank you.
là trò chơi chui hầm, trò chơi mà được các bạn rất là thích. Có những bạn là chui đi chui lại nhiều vòng. Cuối cùng là cô hướng dẫn các cái kỹ năng, các cái kỹ năng cần thiết để sinh tồn ở trong rừng. Bây giờ là tất cả các bạn thưởng thức chiến lợi phẩm. Ok. Mấy ông này tiêu diệt hơi nhanh đấy. Chọn, ta bảo là chọn đúng cái mình làm ra để ăn. Uh,
Đó, đoàn quân sau một ngày trải nghiệm mệt nhoài chính thức về nhà.